Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Vinh đến từ kênh Tôi Người Vùng Cao. Hiện tại thì mình đang có mặt tại chợ Châu Cốc Ly các bạn ạ. Một phiên chợ cũng khá là nổi tiếng so với chợ Bắc Hà và chợ phiên Cán Cấu của tỉnh Lào Cai các bạn. Bây giờ thì Thành Vinh sẽ đưa tất cả các bạn đi tham quan chợ phiên Cốc Ly các bạn nhé. Và trước mắt chúng ta sẽ đi tham quan chợ Châu ở Cốc Ly, xem là cái chợ Châu Cốc Ly này có khác biệt gì so với lại chợ Châu ở Bắc Hà và chợ Châu ở trên Cán Cấu không các bạn nhé. Rồi, bây giờ thì xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Đây là các bạn này, hiện tại thì mình đang đứng tại cái chỗ để xe của chợ các bạn ạ. Cái khu để xe này thì rất là rộng luôn, có rất là nhiều xe máy cũng như là rất là nhiều chiếc xe ô tô kia để chở những con trâu đến chợ các bạn ạ. Ở phía đằng sau những cái xe này thì còn có một cái bãi xe nữa với rất là nhiều ô tô chở trâu các bạn ạ. Và đây là một khu để xe rất là rộng nhá các bạn nhá, ra tít đằng bên kia kìa. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng đi tham quan chợ trâu luôn nhá. Đây, chợ Châu Cốc Ly thì ở bên dưới một cái sân này. Có một cái sân ở phía bên dưới rất là rộng luôn. Đây, bắt đầu từ phía bên này nhá, trải dài ra tít đằng bên trái này. Đó, thì cái chợ Châu này nó ở ngay bên trên của hồ thủy điện Cốc Ly các bạn nhá. Ở phía dưới khuất rồi, khuất dưới kia là thủy điện Cốc Ly các bạn ạ. Cái chợ Cốc Ly này thì cũng là một phiên chợ cũng khá là độc đáo và cũng khá là thu hút khách du lịch nước ngoài cũng như là trong nước tới tham quan đấy các bạn. Bây giờ thì chúng ta thử đi vào trong chợ kia, chúng ta tham quan chợ phiên Cốc Ly nhá. Thì do là cái chợ nó ở phía bên dưới cho nên là người ta sẽ xây dựng những cái bậc thang như thế này để cho khách có thể đi xuống chợ dễ dàng hơn các bạn ạ. Và cũng có rất là nhiều người đến bán trâu và mua trâu từ những nơi khác các bạn nhé, không phải là người ở Cốc Ly đâu nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xuống chợ các bạn nhé. Đường đi xuống chợ thì có những cái bậc thang ở xung quanh chợ để đi xuống rất là dễ dàng. Và ở cái sân chợ này thì vẫn chưa được giải bê tông nên là cũng khá là lầy lội các bạn ạ. Nếu mà trời mưa thì chắc là đi lại ở trong cái chợ này thì sẽ khá là khó khăn. Thì cái chợ Châu này thì người ta sẽ họp từ ngày thứ hai cho đến ngày thứ ba các bạn nhé, thứ ba, thứ hai hàng tuần đấy. Đây các bạn ơi, ở đây có cả những cặp trâu mẹ con như thế này các bạn ạ. Và đây là những người mang trâu đến bán này. Đó, còn kia là những con trâu nó lớn hơn để bán cho những khách nào mà có nhu cầu mua trâu về nuôi hoặc là mua trâu về thịt đấy các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tham quan tiếp những con trâu khác các bạn nhá. Đây cũng là ba mẹ con trâu này. Đây là một con nghé cũng vừa mới sinh thôi, khá là dễ thương này, rất là xinh xắn luôn này. Đó, nhìn con trâu bé này rất là dễ thương luôn các bạn ạ. Hôm nay là được theo mẹ ra chợ này. Con này là anh hay là chị của nó đấy. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan tiếp chợ nha. Tí nữa mình sẽ hỏi một vài người xem là trâu ở đây có giá cả như thế nào các bạn nhé. Những con trâu to này thì là những người buôn trâu các bạn ạ, người ta dùng ô tô để chở đến. Còn những cái con trâu mà có con kia là trâu của bà con người dân, người ta nuôi, người ta mang ra bán. Nhìn ở cái góc này thì khu này là rất là đông trâu luôn các bạn ạ. Đấy, người ta đang giao dịch mua trâu này các bạn này. Hai vợ chồng này chắc là đang đi mua trâu hay là đang bán trâu rồi đấy. Anh mua trâu à anh? Mua trâu. Đây là một con trâu khá là béo và cũng khá là lớn các bạn ạ. Nhìn rất là lực lưỡng luôn.
Đấy, ở đây là có cả trâu trắng luôn các bạn nhé. Trâu màu trắng này. Và cái chợ trâu này thì nó ở ngay bên trên một cái đường đi về Lào Cai và Mường Khương các bạn ạ. Còn đi theo hướng kia thì là về huyện Bắc Hà của mình. Con trâu này cũng khá là dễ thương, khá là đẹp các bạn ạ. Trâu thì nó rất là hiền, nó không húc người đâu các bạn ạ. Chỉ trừ một số con trâu nó bị điên nó mới thế thôi. Còn đây là trâu cái, một con trâu cái cũng khá là xinh xắn này. Mua về để sinh đẻ các bạn. Ở đây thấy có một bà đang bán trâu này. À, Lâm ra hỏi xem trâu bao tiền. Trâu này bán bao tiền không bác? Lê, bán này 30 triệu à? 36. như mình biết là được biết là con trâu cái giá là 36 triệu các bạn nhé. Đấy. Con trâu nhìn cũng khá là to, cũng khá là đẹp. 36 triệu các bạn ạ. Như giá thành một con trâu như tầm con trâu này 36 triệu không có gì là đắt cả. Rồi cảm ơn bà nhé. Cảm ơn bà nhé. Đây cũng có hai con trâu nhỏ nhỏ này. Ôi, đây hai mẹ con có con trâu mẹ rất là lớn các bạn ạ. Đây là con trâu con này. Đang bú này. Đây cũng là một con trâu mẹ vừa mới tắm bùn bẩn hết người này. Và ở đây có nhiều lái buôn lắm các bạn nhé. Có cả người đi mua trâu về nuôi mà cũng có cả những người mua trâu về buôn nữa các bạn ạ. Và có cả những người mang trâu đến đây bán luôn. À, đây là những người ta gọi là nông dân ở trên này mua những cặp trâu này về nuôi để cho nó sinh đẻ ấy, các bạn. Thế ở bên này cũng có rất là nhiều chiếc xe ô tô chở trâu này. Nó cũng nhiều trâu không kém gì so với lại chợ trâu ở chợ phiên Bắc Hà các bạn ạ. Có những thời điểm nó có thể lên tới hàng nghìn con trâu luôn cơ. Chú này chắc là đi mua trâu rồi, đi bán trâu rồi. Hẳn một cái túi tiền luôn các bạn ạ. Đây toàn là những người nhiều tiền thôi. Anh này chơi hẳn cái túi, chắc túi tiền nặng trịch luôn. Ồ, đây có một con nghé nhìn rất là xinh luôn các bạn ạ. Để quay cho các bạn xem nhé. Đây là con trâu nghé nhìn rất là xinh luôn. Rất là béo luôn. Xinh gái luôn. Bao nhiêu tiền đấy anh? Con này. Chủ nó đâu ạ? Nhìn đẹp đấy nhở, con này mang về nuôi được ấy. Và nó cao thế là đẹp. Ừ, tuột nhá. Đây cũng là trâu nghé này. Kia cũng là một con trâu nghé này, có cái mõ ở cổ này. Lâu rồi không thấy cái mõ đấy. Ôi, đi ra đây thì những con trâu này nó tắm bùn, sợ nó vẩy đuôi vào người bẩn các bạn ạ. Đấy, sang bên này nhá. Lấy cái dây về buộc chứ. Con này cũng khá là xinh này. Khá là béo luôn này. Cao ráo luôn. Con này thì bao nhiêu tiền chú? Con này 30 triệu cả.
Con này bé hơn cái con vừa nãy nhưng mà lại 30 triệu à, vì con này nó rất là đẹp. Con này nó đẹp. Nó xinh luôn. Béo. Là của chú bán à? Chú có bán nhiều trâu không chú? 3-4 con à? Rồi, mình sẽ đi sang này tiếp nhá. Cảm ơn chú nhá. Đây, đây là góc chợ cuối cùng các bạn ạ. Ở xa xa kia kìa, mình còn thấy người ta bán cỏ để cho trâu ăn luôn. Giờ chúng ta thử đi sang hẳn đầu bên đấy nhá. Đây, cái chợ này thì nó có những cái vũng bùn cho trâu có thể tắm bùn luôn này, chống nóng cho con trâu này. Mùa hè nóng thì nó thích tắm bùn các bạn ạ. Đây là trâu trắng này. À, ở đây có một cái quán ăn các bạn ạ. Một cái quán ăn như kiểu là quán thắng cố ấy. Đây này, cỏ đây này các bạn này. Người ta nếu mà trâu đói thì có thể mua cỏ ở đây cho trâu ăn luôn. Đấy, em nghé này đi chơi à. Đây là một cái dàn trâu luôn. Trâu này thì là trâu người ta lấy ô tô chở đến đấy các bạn. Đấy, rất là thú vị các bạn ạ. Đây này các bạn này, ở đây có cả những vị khách du lịch từ nước ngoài này, rất là xinh này, Tây. Và đây cũng chỉ là một phần của cái chợ Cúc Ly thôi. Ở bên kia còn chợ Thổ Cẩm, rồi là chợ dân sinh, rồi là chợ ăn uống các thứ nữa. Đấy. Kia cũng có nhiều khách du lịch lắm này các bạn này. Ô tô chở trâu này, Tây này. À, cái chợ trâu này thì rất là rộng so với lại chợ trâu ở Bắc Hà và chợ trâu Cán Cấu các bạn ạ. À, chợ trâu Bắc Hà thì bây giờ bị thu hẹp mà ở một con đường ở trên phía bên trên hồ thị trấn Bắc Hà. Còn cái chợ trâu ở Cốc Ly này thì đất đai rất là rộng nên là rất là thoải mái khi mà buộc trâu cũng như là cho khách tham quan các bạn ạ. Nếu như mà các bạn nào mà có dịp thì đến với Lào Cai thì có thể qua chợ Cốc Ly nhé. Chợ Cốc Ly này thì cách Lào Cai khoảng 60 cây số các bạn ạ. Hai mẹ con này là của chú à? Rất là máu chiến luôn này. Ô, vừa nãy con này vừa mới chọi luôn này các bạn này. Chảy máu này. Thích
thỉnh thoảng thì có mấy anh này mang trâu ra chọi các bạn ạ. Ở cái sân này nó rộng mà. Đấy, mấy chú này nhìn này thôi nhưng mà túi tiền khá là nặng đấy các bạn. Đây, con này cũng khá là đẹp này. Đấy, em này cũng xinh này. Ok các bạn, vậy là chúng ta đã đi tham quan được một vòng cái chợ trâu Cốc Ly rồi. Hy vọng rằng là sẽ cung cấp được cho các bạn những thông tin cần thiết khi mà các bạn tìm hiểu về cái phiên chợ trâu Cốc Ly này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé các bạn nhé. Bye bye.